Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một sáng có tên là Dino Show. Thì mình nhận được 80 cặn Dino nè các bạn, khoảng 10 đô các bạn. Thì trước kia mình đã hướng dẫn cho bạn chatbot giao 1, con này giao 2 nha các bạn. Thì để tham gia game này các bạn cần click phần link mô tả dưới video mình làm tắt chatbot nè các bạn. Rồi bấm subscribe này rớt nè các bạn. Rồi, những video đầu tiên các bạn chỉ việc son game group thôi các bạn. Chắc mình đã son gọi hết rồi. Son tiếp kênh seller nè các bạn. Rồi tiếp tục bằng son canceler thứ 3 nữa. Rồi tiếp tục công follow và tweet bot nè. Giao 2. Rồi trước kia bạn nào đã tweet rồi thì khỏi tweet nha bạn. Sau đó bạn bắt up lên nè các bạn. Thì các bạn chế về nè. Tiếp tục các bạn follow Airdrop nữa nè. Rồi trên Airdrop nó còn follow các bạn. Rồi sau đó các bạn bắt up lên nè. Rồi sau đó các bạn vô đây các bạn ta quýt cái nữa nè các bạn. Rồi các bạn like nè. Các bạn test lại nha các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Rồi các bạn bấm vô submit tên các bạn. Rồi bấm done. Rồi các bạn submit đường link profile tại Twitter mình nha các bạn. Thì các bạn nhấp Anamata, nhấp vào một hồ sơ nè các bạn. Các bạn nhấp vào ba gạch cùng, nhấp vào chia sẻ nè. Rồi bạn sao chép nè. Đây là cho bot. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ BNB smartchain.bet20 trên YouTube của mình nè. Đang sao chép liên kết nè, là cho bot nè. Rồi sau đó các bạn join sau kênh channel nè. Các bạn subscribe kênh YouTube nữa nè. Rồi các bạn đăng ký nha tất cả các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Bấm done. Rồi các bạn submit link retweet nè. Để coi link retweet bài nào các bạn. Rồi cái bài của nó các bạn. Thì bạn mở tờ Twitter của tất cả bạn gan các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài các bạn đã tweet nè các bạn. Rồi các bạn sao chép liên kết gửi lại cho bot nè. Rồi, các bạn bấm balance để check số cần mình kiếm được các bạn. Ok, mình đã nhận được 8 token Dino rồi các bạn. Rồi, các bạn việc lên ghép chia sẻ trong bè những thằng để kiếm thêm token các bạn. Vậy video mình đến đây kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.